Ngắm thế giới dưới nước qua ống kính Phone B86. Phone B86 là sản phẩm ra mắt gần đây của BKAV được trang bị khả năng kháng nước IP86 giúp người dùng an toàn hơn khi gặp sự cố như rớt nước, gặp mưa. Nhờ được trang bị khả năng kháng nước cao, Phone B86 còn có thể sử dụng để tạo ra những bức ảnh thú vị dưới nước với những chú cá xinh xắn. Lưu ý, người dùng không nên làm theo tại nhà vì có thể gây hỏng thiết bị của bạn do nhiều yếu tố như khe sim đóng không chặt, tròn chấm nước bị lão hóa theo thời gian. Nhìn từ trên mặt hồ, Phone B86 cho bức ảnh với màu sắc tươi tắn và có thể nhìn rõ những cây thủy sinh dưới đáy. Đưa máy xuống hồ và bấm chụp ngẫu nhiên, Phone B86 thu lại bức hình vẫn rất tốt, một phần nhờ nguồn nước trong. Chúng ta có thể thấy được những chú cá đang bơi lội cùng với những cây thủy sinh. Với màu xanh tươi, tạo ra một hệ sinh thái dưới nước rất thú vị. Tất nhiên sau khi thực hiện video cùng những bức ảnh bên trên, thì chiếc Phone B86 vẫn có thể sống sót và hoạt động bình thường. Với khả năng kháng nước tốt trên một chiếc điện thoại, rõ ràng nó giúp chúng ta có nhiều ý tưởng thú vị và hay ho khi nhiếp ảnh, phải không nào? Nhưng chúng tôi vẫn khuyến cáo người dùng không nên lạm dụng tính năng này quá để tránh rủi ro nhé.